ơi, các bác đang muốn bắt chuột đàn nhá thì các bác nhớ đăng ký ngay mẫu lồng chuột thông minh này nha các bác nhá. Một mẫu lồng mà để các bác anh nhà mình bắt chuột bầy đàn ở trong bếp này các bác anh này. Đấy, sẽ có một size to và một size nhỡ như thế này. Cái lồng này là mẫu lồng chuyên nghiệp đánh chuột bầy đàn ở trong bếp các bác anh ạ. Đấy, các bác anh nhà mình không phải đánh bằng keo mà không phải đánh bằng cạm nữa đâu nhá. Mà hãy sử dụng ngay chiếc lồng này cho em. Sử dụng lâu dài các bác anh ạ. Sử dụng lâu dài mà lại an toàn, hiệu quả đối với cả cụ già và với em nhỏ nữa. Không bao giờ lo nó sập vào tay hoặc dính vào tay và chân đâu nhá. Thì cái lồng chuột này các bác đánh như thế nào, em chia sẻ với các bác một chút này. Đây là cái cửa của nó nhá. Cái cửa này khi con chuột nó bước chân vào nó sẽ hạ xuống, lưng lên như này cho các bác nhìn. Nó sẽ hạ xuống này. Đấy, khi con chuột vào rồi nó sẽ bật lên như thế này. Quay đằng sau cho các bác anh nhà mình được xem. Đấy, các bác nhìn này. Với một chiếc lồng chuột như thế này thì các bác anh nhà mình sử dụng đánh cả đàn và đánh thậm chí được 15-20 con nếu như đàn chuột nó đông. Nó sẽ từ bên này nó di chuyển ra bên này nhá. Cái này là cái nhỡ, còn cái bên này thì là cái to. Đấy, cái to của nó, kích thước của nó là dài 42, còn cái nhỡ của nó là dài 38. Và lối mở chuột thì các bác anh nhà mình nhìn rồi, các bác hứng cái bao nhá, là các bác đã có thể đổ hết chuột ra ngoài một cách dễ dàng luôn. Đổ hết chuột ra ngoài một cách dễ dàng luôn. Đấy, các bác nhìn thấy cái cửa sàng của nó rất chi là chất. Và với những cái mẫu lồng này thì nó có màu xanh, màu đỏ rất chi là hấp dẫn đối với con chuột này. Nó cũng thích đẹp nha các bác anh nhá. Đấy, và bác nào anh nào mà đang muốn bắt chuột ở trong bếp, bắt chuột bầy đàn, bắt một cách đơn giản nhất và an toàn, hiệu quả. Đấy, các bác đánh bả thì chuột nó chết mọi chỗ, mọi nơi, rất chi là kinh khủng, không thể chịu được. Còn với cái lồng này các bác anh nhà mình bắt chuột và đổ vào bao rất chi là gọn gàng và sạch sẽ nhá. Và với chiếc lồng bẫy chuột thông minh này thì em cũng báo giá luôn tới các bác anh này. Cái nhỏ là 200.000, cái to là 250.000. Em miễn phí ship trên toàn đất nước Việt Nam nhá. Để bác nào anh nào mà đang muốn mua, mua ngay tại video này để em miễn phí ship tới tận nhà. Bao chất lượng, hiệu quả, sử dụng dài lâu cho em. Nhớ follow và nhớ đăng ký kênh của em các bác nha.